Kỳ Lân Luxury xin trân trọng giới thiệu mặt thắt lưng AZ vàng nguyên khối đính phun kim cương, là một sản phẩm được Kỳ Lân chế tác trên chính yêu cầu của khách hàng. Thắt lưng AZ trở nên hấp dẫn hơn khi mang đến một hơi thở mới sang trọng, quyền quý và mang đậm dấu ấn cá nhân cho những tín đồ của dòng thời trang cao cấp. Mặt thắt lưng có thiết kế sáng tạo với chữ A và Z lồng vào nhau một cách ấn tượng. Chất liệu mặt thắt lưng được chế tác từ vàng nguyên khối, riêng chữ Z lại được cách điệu thêm dãy kim cương đính phun thân chữ. Dãy kim cương này được tuyển chọn từ đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công lành nghề nhất đến từ nhà Kỳ Lân. Kết hợp cùng kỹ thuật cắt mài hiện đại, những viên kim cương trở nên lấp lánh dưới mọi góc nhìn. Với sự khéo léo tỉ mỉ trong từng chi tiết, mặt thắt lưng AZ hoàn hảo đến mức phối với bất kỳ kiểu dây nào cũng vô cùng phù hợp. Đây là một phụ kiện thời trang cao cấp, không kém phần đẹp mắt. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp, chính hãng. Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.